bị cha khinh tới chết, bị bóp cổ tới chết, bị lên gối tới chết, bị đâm lén cái chết luôn. Chúng ta sẽ còn chứng kiến bao nhiêu kiểu chết nữa. Chào mừng các bạn đã đến chuyên mục bình luận về tập 4 của series phim về một vị thần dành cả thanh xuân chỉ để chết. Đồng hành với tôi là vị khách mời chai mặt, người tự nhận mình là fan của Marvel nhưng luôn chứng minh điều ngược lại. Cho những ai chưa biết thì chúng tôi luôn có cơ chế để đánh giá sự thông thái của khách mời. Có 5 câu hỏi tổng cộng, chỉ cần trả lời 3 câu hỏi là anh ta đạt chuẩn. Và hãy đến với chương trình nhanh như chó. Câu hỏi đầu tiên, trong tập 3, ở trên Lamentis One, người dân ăn gì để sống? Ăn cơm, thịt cá, trứng, rau. Không chính xác. Nếu mà anh nói là ăn năn hối hận thì tôi cộng 1 điểm cho cái sự hài hước của anh á. Nhưng mà tiếc quá, câu trả lời chính xác là ăn cái gì cũng không có sống hết trơn á, cả hành tinh đó để đi đời rồi. Câu hỏi thứ hai, bà Frigga đẻ Loki ở bệnh viện nào? Bệnh viện phụ sản quốc tế Asgard. Anh còn không nhận ra đây là câu hỏi mẹo luôn. Hỏi mẹo, ok. Tiếp hỏi mẹo. Câu hỏi thứ ba không còn là câu hỏi mẹo nữa, anh nghe cho kỹ nha. Loki phải đi cách ly, cô của Loki là cô Ly kêu Loki trong trại có ly nên không cần mang ly. Nhưng khi Loki vô khu cách ly thì lại không có ly như cô Ly đã nói với Loki. Hỏi trong câu nói trên có bao nhiêu chữ ly? 3, 4. Hết nhờ. Để giữ thể diện cho anh thì tôi sẽ không đọc hai câu hỏi còn lại. Này tâm lý tôi. Vậy là khách mời của chúng ta vẫn không nhanh bằng chó rồi. Không sao, tuy là thiếu kiến thức nhưng mà khách mời chúng ta được một cái là chịu được những cái điều vô lý của phim. Và ngay sau đây, mọi người hãy cùng tôi, một người chưa xem phim này, theo dõi những diễn biến của tập phim thứ 4. Trong tập 3 thì Sylvie và Loki đã không thể cướp được phi thuyền để thoát khỏi thảm họa Lamentis One. Vậy thì trong tập 4 này, điều này được giải quyết như thế nào? Trước tiên thì chúng ta quay trở lại Asgard. Xíu thôi, cảnh thôi. Chúng ta quay trở lại Asgard để thấy Sylvia phiên bản baby hồi đó á, đang ngồi chơi đồ hàng thì bỗng nhiên bị nhân viên TVA đến bắt. Sao tự dưng bắt nhỏ vậy? Tại nó phá dòng thời gian. Nhưng mà nguyên nhân để dòng thời gian phân nhánh và tạo nên một sự kiện Nexus á, đó là một người làm một việc họ đáng lẽ không được làm. Đáng lẽ con nhỏ không có nên ngồi chơi đồ hàng như vậy á. Vậy chứ nhỏ nên làm gì? Cái người mà bắt Sylvia phiên bản baby lúc đó lơ luôn là à. Ravonna, lúc này cô ta chỉ là hunter mà thôi. Nhưng mà có điều khi mà đưa Sylvia đến tòa án á thì nhỏ trốn mất, trốn thoát kiểu gì ha, thì kiểu nó cắn một cái rồi nó dậm chân một cái xong rồi thoát được luôn. Có vẻ như hệ thống huấn luyện hunter của TVA dởm dần qua từng thế kỷ à, đâu hồi đó là chưa có cái vòng cổ để trói lại á, cho nên bây giờ là cũng hiện đại rồi. Ok rồi sao nữa? Rồi xong Ravonna phát hiện là cái tempad của mình đã bị Sylvia baby lấy mất. Oh wow, coi bộ là cái mod mà làm mất tempad của nhân viên TVA nó thịnh hành từ thế kỷ trước rồi ha. Nghe vậy thôi chứ thật ra là chỉ có mấy cái họ hàng biến thể của Loki mới có cái skill mod lớn. Rồi lúc đó Ravonna chạy tới bắt lại Sylvia baby. Không, lúc đó thì cả hai đứng trừng mắt nhìn nhau rồi nhỏ Sylvia chạy mất. Hồi đó mà tôi ngu vậy chắc lớn lên tôi cũng khó tính giống bà ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ theo dấu hành trình của Sylvia baby. Không, hết rồi, kể chút xíu vậy thôi. Nhỏ nhận cát xê sớm ha. Rồi mình quay lại cuối cùng hai người kia thoát làm sao? Nhưng mà bây giờ mình ghé qua TVA hiện tại một xíu. Ghé nữa hả? Nãy kêu một cảnh thôi mà. Nhưng mà cái này quan trọng nè. Ở đây á thì chúng ta đã biết là Hunter C20 đã bị giết. Sao bị giết vậy? Thì Ravonna nói là sau khi đưa từ Rockcart về thì bà giống như bị khùng á, loạn ngôn rồi sau đó từ từ là không nói được gì luôn. TVA có luật không nói được thì giết. Không. Vậy mắc gì người ta nói không được cái giết người ta. Bố anh biết là Sylvia với lại Loki trốn thoát kiểu gì luôn. Rồi rồi, ok. Để coi nha. Thật ra là Loki còn giữ cái tempad còn nguyên vẹn. Sai. Bà dì ngồi trong căn nhà rất là mạnh đúng không? Bà hết vai rồi. Thì quay lại gặp bà dì rồi. Thật ra là lúc đó hai người cảm thấy không có thoát được nữa cho nên là ngồi tâm tình. The fuck? Sao cái lúc căng thẳng là lại lôi nhau ngồi xuống tâm tình? Đại đạo diễn muốn là cái phim này nó cũng deep deep, nó cũng có ý nghĩa chứ nó không phải chỉ là hành động. Phim này phim hài chứ hành động gì. Rồi tập trước thì tâm tình về định nghĩa tình yêu, giờ định nghĩa gì? Định nghĩa cái chết hả? Không, là định nghĩa về Loki. Chủ đề hấp dẫn đối với những ai sắp chết ha. Sylvia thắc mắc là không biết có phải Loki sinh ra để làm kẻ thua cuộc hay không. Rõ ràng Loki mới an ủi kiểu như là chúng ta có thể là kẻ thua cuộc nhưng mà chúng ta không chết được. Nhưng mà chủ tịch Marvel xác nhận là Loki trong mạch truyện là chết rồi mà. Cái này là an ủi á, an ủi thì phải sao mình hiểu không? Hợp lý. Sylvia nghe câu đó cảm động quá, nắm tay Loki. An không được thì ủi luôn gì? Rồi, có chịch chạc không hít gì không? Không, sến quá anh. Disney không sến ai sến. Không có, xong lúc đó là tự nhiên nó dựng đứng lên. Thì không sến thì cũng đừng có 18 cộng vậy chứ. Anh làm tôi rối quá, tôi nói hơi bậy bạ xíu. Cái là cái nhánh thời gian á, cái Nexus event nó dựng đứng lên ở TVA nhìn thấy cho nên là Mobius tưởng người tới bắt. Vậy là thoát thôi. Bởi người ta nói đừng có dựng đứng bậy bạ vô tường như chơi. Ủa mà sao khoan đã? Sao tự nhiên hai đứa nó chỉ nắm tay thôi mà bị bắt rồi? Thì tại cái dòng thời gian nó phân nhánh nó dựng đứng. Nhưng mà tại sao nó lại dựng? Theo như Mobius nói á, thì khi mà hai cá thể cũng cùng một bản thể mà yêu đương quấn quýt nhau á, thì nó gây phá hoại dòng thời gian. Điều này nghe cũng thú vị á. Nhưng mà nó khiến tôi thắc mắc một điều. Sao anh? Nếu mà Loki quan hệ với Sylvia nó có được coi là tử sướng không?
rồi, bị bắt rồi, sao nữa? Bắt về thì Sylvie bị đem nhốt lại không cho ai nói chuyện hết. Còn Loki thì đem đi hành hạ tra tấn. Kiểu là nhấn nước hay là tạt nước sôi gì đó hả? Không, ghê hơn nhiều. Loki gặp bà Lady Sif, bà đi qua, đi lại, nói đúng một câu, tán đúng một cái, rồi lên gối đúng hai trái. Trái gì? Trái dứng. Thốn gì hả mà sao Loki nó không có đi ra chỗ khác đứng mà đứng ở giữa làm chi vậy? Tại vì ở chỗ đó là ánh sáng với bố cục rất là đẹp không? Đối xứng ở giữa hai lùm cây. Đẹp. Sau đó thì Loki bị Mobius tra hỏi, Loki cọc quá cho nên mới nói sự thật với lại Mobius. Mobius không tin đi nói với B15, B15 không tin đi nói chuyện với CVE và khám phá ra sự thật. Công tác bảo mật như cướp nhưng mà công tác truyền thông tốt quá nè. Nhưng mà rồi sao nữa? Chắc là bà B15 không có vô được đâu tại vì CVE bị canh rất là... Không, bà kêu hai lính mở cửa rồi tụi nó mở cho bà vô. Ok, quá. Đỡ tốn tiền làm thêm cảnh hành động. Vậy là B15 liền đưa CVN quay trở lại Rockcar để mà... Ủa sao phải đến đây? Thì tại bà B15 bà nghi ngờ TVA á, cho nên muốn đưa CVN trở ý lại. Ý tôi là sao không đến một nơi nào đó khác á? Khung cảnh chan hòa, ánh nắng tươi sáng đồ mà tại sao phải đến bão tố mưa xa? Mưa xa bão tố nó nghe nó giông tố giống như là tiếng lòng của B15 khi mà phát hiện ra sự thấy gì đâu. Okay. Vậy là chị sẽ trở nên mạnh mẽ và quyết tâm tiêu diệt TVA. Theo kịch bản là vậy. Dưới mưa cho cảm xúc ha. Cái này là nghệ thuật tái sử dụng lại bối cảnh khi mà mình lỡ đầu tư tiền bối cảnh á. Cái này mấy người làm không làm phim không hiểu đâu. Rồi, sao nữa? Ở phía Mobius thì Mobius cũng là khá là nghi ngờ cho nên ảnh mới lấy trộm cái Tempad của Ravonna. Ủa con mẹ này nó không có khái niệm gì về bảo mật phải không? Không có, cái này cũng có rút kinh nghiệm rồi. Cái này là tại chủ quan để cái Tempad trên bàn cho nên là Mobius lấy được. Tráo lại. Rồi sau đó Mobius mới phát hiện ra là C20 đã bị Ravonna thủ tiêu để bịt đầu mối cho nên là ổng đi giải thoát cho Loki để lật đổ TVA nhưng mà bị phát hiện rồi bị Ravonna thủ tiêu. Ủa sao Mobius không dùng cái Tempad để mở một cái cửa 0.15 gian như Loki từng làm? Sao không ta? Sau đó thì Ravonna mới đưa Loki và Sylvia đến gặp các Timekeepers để mà hành hình họ. Wow, rốt cuộc cũng gặp đấng tối cao rồi, chắc là ngầu như là các Celestial hay là như mấy bức tượng đứng ở ngoài đúng không? Không, như bữa anh nói y chang ba con thằng lằn. Hành động thì bèo bọt, kỹ xảo hời hợt, tình tiết lỏng lẻo, rồi giờ tạo hình cũng sơ sài luôn. 15 triệu đô dùng làm được gì? Được cái tiếng. Có bộ nhà chuột cắn dữ ha. Rồi tiếp theo gì xảy ra nè? Lúc này rồi các Timekeepers mới ra lệnh là thủ tiêu hai người. Xong nhưng mà chỉ B15 xuất hiện quăng cây kiếm cho Sylvia để chuẩn bị chiến đấu. Mấy cây kiếm? Một cây kiếm thôi. Sao bà không cầm thêm cây cho Loki luôn? À không cần, lát nữa Sylvia cũng quăng lại cái kiếm cho Loki để mà hỗ trợ. Tại vì Loki yếu nhất. Rồi bà B15 bà cầm cái baton hạ hai người kia luôn. Không, cũng không biết sao nữa nhưng mà bà không có vũ khí cho nên là ăn đấm gục luôn. Chúng ta đã có kẻ yếu hơn. Sau đó là Ravonna bước tới và solo với Sylvia. Tu lại cái. Mẹ Sylvia đứng ngay cạnh cái xác với cây baton luôn. Mà để cho Ravonna đi một vòng lượm cây baton lên, hình như Sylvia cũng không muốn thoát lắm hả? Thì hôm bữa anh cũng nói là cần những pha combat để thấy được cái sức mạnh của Ravonna. Rồi xong bị quật nát trong 15 giây rồi sức mạnh đó. Đánh thêm nữa căng lắm anh. Tiết kiệm tôi chính sách nhà nước quá ha. Mà sau đó thì Sylvia quăng cây kiếm tới chém rớt đầu thằng Timekeeper ngồi giữa. Nhưng mà tất cả mọi người phát hiện ra là đó chỉ là một con robot thôi. Rồi vậy cuối cùng ai là người tạo ra TVA? Đó, Loki hỏi y chang. Rồi sau đó Loki quay lại chất vấn Ravonna để tìm ra sự thật. Không, nhưng mà lúc này Loki bỗng nhận ra là anh có thể mất Sylvia bất cứ lúc nào. Cho nên quay lại nói chuyện tâm tình với Sylvia. Tức là đứng quay lưng lại với Ravonna. Có cách nào khác đâu, không lẽ nói chuyện tỏ tình quay lưng vô mặt Sylvia. Thánh đâm lén bị đâm sau lưng. Mấy người cũng biết cách tạo ra bi kịch quá ha. May mà Ravonna đâm á, chứ không phải là một anh cao to đen hôi nào đó. Ông ấy mình thôi ghép đôi Loki với Helmdan được không? Only... Rồi, vì đã có thêm một bí ẩn cần giải đáp. Thì tôi thấy tập này cũng khá là thú vị. Chưa hết nha. Còn nữa. Còn có after credit luôn. Rồi, tiền chi vô đây nè ha. Chúng ta nhận ra là Loki chưa có chết. Rõ ràng. Mà anh ta được cưỡi đến một nơi xa. Và đó chính là đây. Chị ông này là Old Loki nè. Thằng cu này là Kid Loki, hơi mập xíu ha. Ôi, có Loki cá sấu mỏng ngắn nữa. Ghê chưa? Rồi đây, Black Thor. Không, gì vậy? Đây cũng là Loki luôn. Bossful Loki. Là Loki, Loki khoe khoang á. Khoan, hồi nãy anh kêu tôi đừng có ghép Loki với ai. Loki với Hotel. Man. Kích hoạt bài ma pháp dung hợp. Mọi người đừng có quên đăng ký theo dõi Đờn Ngáo để thường xuyên cập nhật những thông tin giải trí thú vị. Tiện tay gõ luôn cái chuông kế bên nữa chứ hả?